Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và chia sẻ lời Chúa ngày thứ tư 24 tháng riêng năm 2024 sau Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ, dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở lại trên bờ người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều trong lúc giảng dạy người nói với họ các người nghe đây người gieo giống đi ra gieo giống trong khi gieo có hạt rơi xuống về đường chim chóc đến ăn mất có hạt rơi trên sỏi đá chỗ không có nhiều đất nó mọc ngay vì đất không sâu nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô có hạt rơi vào bụi gai gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nó mọc và lớn lên sinh hoa kết quả hạt được ba chục hạt được sáu chục hạt được một trăm rồi người nói ai có tai để nghe thì hãy nghe khi còn một mình Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông phần anh em mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ người còn nói với các ông anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được các dụ ngôn khác người gieo giống đây là người gieo lời những kẻ ở bên vệ đường nơi lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì satan liền đến lấy lời đi đã gieo trong họ còn những kẻ được gieo nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận nhưng họ không đâm rễ và là kẻ nông nổ nhất thời sau đó khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời họ vấp ngã ngay những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời. Nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người được gieo trên đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm. Đó là lời chúa kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ ba, 23 tháng riêng à, khi Đức Giêsu đi rao giảng thì là có rất là đông người đi theo, để một lần kia à, cũng một đám đông đi theo Đức Giêsu rồi ngồi xung quanh đức giê xu để nghe thì có mẹ và những người anh em họ của đức Giê-su cũng muốn đến gặp đức Giê-su bởi vì cũng nghe biết đức Giê-su làm nhiều điều rồi đức Giê-su cũng vất vả quá cả ngày đến độ bữa ăn cũng không không có cái để mà ăn thế thì có người đến báo với đức Giê-su rằng là có mẹ và anh em thầy muốn đến gặp thầy và nhân cơ hội này đức Giê-su muốn giới thiệu một gia đình của Chúa à, lớn hơn là gia đình Nazareth. Đức giê nói rằng ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Tất cả những ai nghe và thi hành lời Chúa sẽ là người, sẽ là mẹ, là anh chị em của Chúa giê -xu. Đức giê giới thiệu Và mẹ Maria cũng chính là Không chỉ là mẹ sinh ra Chúa Giê-xu Và mẹ Maria luôn luôn lắng nghe Và thực thi lời Chúa Nên mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa nên là mẹ Maria vừa vừa là mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà vừa là mẹ của ngôi hai Thiên Chúa. Xin cho tất cả chúng ta cố gắng siêng năng lắng nghe lời Chúa mỗi ngày để lời Chúa thấm nhập vào trong lòng chúng ta rồi để cho chúng ta thực thi lời Chúa chúng ta sẽ trở nên anh chị em với Chúa Giêsu trong nước trời. Rồi chúng ta đi vào Tin mừng của ngày thứ tư 24 tháng Giêng sau Chủ nhật thứ ba mùa Thường niên. Khi ấy Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Chúng ta biết ở Đức Giêsu có lẽ là cái việc mà quan trọng nhất đối với Đức Giêsu đó là rao giảng. À, một lần kia Đức Giêsu chữa bệnh thì là nghe tin đó là người ta đưa biết bao nhiêu bệnh nhân đến từ sáng đến trưa từ trưa đến tối rồi sáng sớm đức Giêsu đang cầu nguyện thì các môn đệ cũng nói với thầy rằng thầy ơi người ta lại đến đem bệnh nhân đến rồi và chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói là chúng ta đi làng khác để thầy còn rao giảng ở đó thế thì bài tin mừng này cho chúng ta thấy đức Giêsu rao giảng ở ven biển hồ đây là một cái việc mà có thể nói là chính yếu đức Giêsu đến trần gian này là rao giảng là nói lời Chúa để tất cả những ai nghe và thực thi lời đức Giêsu rao giảng chúng ta sẽ trở thành con cái nước trời yeah. dân chúng tụ họp bên đức giêsu rất đông nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều trong lúc giảng dạy người nói với họ à, đức giêsu rao giảng và một trong những cái cách giảng của chúa là chúa giêsu hay kể những câu chuyện để cho người ta dễ nghe, chúng ta thấy cũng là dễ hiểu thôi, vì là 99% là những người đi theo Đức giê là những người dân quê, có thể nói là những người thất học, những người không có được à, hiểu rộng, nên là Đức giê giảng cũng rất là dễ hiểu, con này con cũng phải học theo cái cách giảng của Chúa, tức là rất là dễ hiểu, rất là gần gũi, lời Chúa là lời cho con người, nên là không phải là cái gì nó cao siêu, để rồi không ai hiểu được hả, à. Đức giê -xu xuống một chiếc thuyền bởi vì đám đông dân chúng đông lấp. Nếu mà Đức giê -xu ở trên bờ thì người ta sẽ chen lấn. Đức giê -xu xuống thuyền để rồi người ta ở trên bờ, Đức giê -xu ở dưới thuyền. Đức giê -xu giảng lời Chúa cho họ qua việc Ngài kể những câu chuyện. Và hôm nay Đức giê -xu kể dụ ngôn nước trời được ví như người gieo giống. Các người hãy nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mắt hạt rơi xuống về đường thì chim chóng ăn ăn mắt hạt rơi ở trong kho thì hay là nơi đất tốt được vùi lấp xuống ấy còn nếu mà nó trơ trơ trên mặt con thấy rằng là, là ở dưới quê con là con con dễ hiểu cái này lắm tức là khi mà gieo lúa mà đất không có cày sới lên cho nó xốp lên mà nó lì đất gieo lúa mà nó cứ nằm ở trên bề mặt thì chỉ trong một ngày đây là chim ăn hết nên là Chúa Giu đang kể chuyện này chúng ta nghe chúng ta cũng sẽ hiểu ngay nếu mà gieo hạt xuống đất mà mà hạt giống nó cứ nằm ở trên vệ đường là hay là nằm trên mặt đất như vậy đó thì chắc chắn là chim nó sẽ ta đến nó sẽ ăn mất. Rồi có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, à, nó mọc lên nhưng mà vì đất không sâu à, khi nắng lên nó liền bị cháy và thiếu rễ nên chết khô hạt rơi trên sỏi đá thì nắng lên nó, nó cũng có thể mọc đấy nhưng mà rễ nó không có đất nên là nắng lên là nó sẽ chết khô. có hạt rơi trên bụi gai gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả chúng ta đang gieo một cái hạt giống vào giữa một cái cái đám gai hay là thậm chí là giữa một cái cái nơi đất mà có nhiều cỏ quá thì cỏ nó cũng sẽ chăn lấn để cho cái hạt giống của chúng ta nó cũng không thể lên được có những hạt rơi nhầm đất tốt, nó mọc lên, sinh hoa kết quả, hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm. Rồi người nói, ai có tai nghe thì hãy nghe. Đi Kỳ kể câu chuyện là có bốn loại hạt giống này, à, hạt rơi trên à, à, vệ đường, rơi trên mặt đất, không có được vùi xuống đấy. Thì chim nó sẽ lậm lèn hạt rơi vào sỏi đá nắng lên thì cũng chết hạt rơi vào cái bụi gai um tùm rồi nó cũng không thể nào mọc lên được chỉ có hạt rơi vào mảnh đất tốt tức là cái mảnh đất có thể đón có đầy đủ dinh dưỡng này cái mảnh đất đón nhận hạt giống này có đầy đủ chất đầy đủ dinh dưỡng rồi là cũng bảo vệ cho chim trời không ăn mất hay là bảo vệ cho nắng khỏi thiêu đốt hay là gai mọc um tùm Thế thì là cái hạt nào mà được rơi vào cái tâm, cái mảnh đất tốt đấy thì nó sẽ mọc lên và sinh được nhiều hoa trái thế thì câu chuyện này thì có lẽ tất cả chúng ta nghe chúng ta đều đều rất là hiểu nha về dụ ngôn nghề giao giống rồi với câu chuyện này ý đức Giêsu muốn ám chỉ đến cái gì thì chúng ta tiếp tục nghe ha khi còn một mình Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 là các tông đồ mới hỏi người về dụ ngôn người mới nói tức là đức Giêsu kể dụ ngôn thì ai nghe thì cũng hiểu nhưng mà chúng ta mới chỉ hiểu cái nghĩa à, nghĩa đen của cái câu chuyện tức là cái người gieo giống đấy, nhưng mà rồi hạt giống là ai người gieo giống là ai vệ đường là ai sỏi đá là ai bụi gai là ai đất tốt là ai thì cái này thì nhiều người cũng chưa có hiểu câu chuyện thì hiểu nhưng mà cái ý của chúa muốn áp dụng vào cuộc sống như thế nào thì là người ta cũng chưa có được hiểu nên là những người gần với Đức Giêsu cùng với 12 môn đệ đã 12 tông đồ đến hỏi Đức Giêsu về dụ ngôn Đức Giêsu vừa mới nói Đức Giêsu nói với các ông phần anh em mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em còn với những người kia là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy có lắng tai nghe cũng không hiểu kẹo họ trở lại và được ơn tha thứ. Đức Giêsu nói rất là rõ, tức là các môn đề là những người được cái ơn để hiểu, nên là khi nghe những cái câu chuyện dụ ngôn nước trời thì các môn đề những người mà uh, tin vào Đức Giêsu đó thì được hiểu được cái ơn để hiểu. Còn những ai không có được ơn đó thì nghe những câu chuyện đấy thì cũng chỉ hiểu theo cái nghĩa đen đó là cái người gieo giống những cái hạt giống bên vệ đường hạt giống vào bụi gai nghe thì nghe như vậy thôi nhưng mà lời của Chúa nó cũng chưa thật sự là là thay đổi trong lòng của người ta thế thì Chúa Giêsu nói anh em là những người được ơn để có thể hiểu được lời Chúa thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải luôn luôn cầu nguyện là Chúa ơi, xin ban thánh thần xuống trên lòng chúng con để chúng con hiểu được lời Chúa dạy để con được hiểu lời Chúa dạy. Nhiều người thì cũng nói với con, cha con đọc lời Chúa con không có hiểu. Đấy, à, các bạn trẻ thì nói cha, cha giảng lễ cha kể mấy câu chuyện vui vui được rồi chứ cha cứ nói lời chúa chúng con nghe chúng con mệt mỏi chúng con không có hiểu à, thế nhưng mà chúng ta cần phải kiên trì nha hạt giống rơi vào đất tốt cũng không có nghĩa là không được chăm sóc dù là đất tốt nhưng mà cái đất tốt này trước tiên là cái người chủ cũng đã phải chăm sóc dễ lắm rồi Yeah, đã phải chuẩn bị đất rất là rất là, là kỹ lưỡng rồi Rồi khi hạt giống gieo vào đó, Thì cái mảnh đất tốt đấy vẫn còn tiếp tục được ông chủ chăm sóc nữa Để cho hạt giống được lớn lên Thế thì chúng ta cũng phải để hiểu lời Chúa đâu có phải hời hơn Mà chúng ta hiểu mà chúng ta cần phải kiên trì Cần phải kiên trì rồi cái gì không hiểu thì Giống như cái đám đông này Cái gì không hiểu thì thầy ơi Xin giải thích dụ ngôn cho chúng con thì con cũng vậy thôi cái đoạn tin mừng nào mà con không hiểu thì con cũng nói là chúa ơi xin, xin, giải thích cho con cái đoạn này thì mình cứ xin để kiên trì rồi mỗi ngày mỗi hiểu hơn hôm nay là hiểu một ngày mai hiểu hai mỗi ngày mỗi hiểu hơn thế thì chúa giêsu nói là để hiểu được những cái lời của chúa lời của thầy đó thì anh em phải có một cái ơn nữa Thế thì chúng ta không chỉ là cố gắng mà chúng ta còn phải kiêm tốn xin Chúa ban ơn hiểu biết lời Chúa nhé yeah. người còn nói với các ông anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được các dụ ngôn khác tức là nếu chúng ta không không hiểu dụ ngôn này thì cũng sẽ không hiểu dụ ngôn khác thế nhưng mà nếu chúng ta hiểu dụ ngôn này thì chúng ta cũng sẽ hiểu được dụ ngôn khác lời chúa nó cũng rất là hay yeah. tức là nếu mà chúng ta cứ kiên trì rồi khiêm tốn xin chúa ban ơn hiểu biết thì chúng ta hiểu rồi hiểu cái này thì nó cũng sẽ hiểu được cái kia nhưng mà không hiểu cái này thì cũng sẽ không hiểu được cái kia lời Chúa cứ mỗi ngày mỗi vỡ ra vỡ ra vỡ ra để cho chúng ta mỗi ngày mỗi hiểu hơn. Còn nói với một ông thầy mà ông ấy còn đang đồng hành với thầy cứ chịu khó đọc lời Chúa đi. Cứ đọc cứ đọc đi rồi từ từ này mỗi ngày hiểu được một tí rồi cái hiểu cứ cái này hiểu thì nó lại giúp cho cái kia hiểu hơn. Đó, mình hiểu câu này thì cái câu này lại soi sáng cho cái câu kia. Đó. Người gieo giống ở đây là người gieo lời Thế là Chúa -xu giải thích người gieo giống là người gieo lời và Đức Giêsu chính là chính là đấng nói lời gieo lời Thiên Chúa cho chúng ta. Còn đối với tất cả các linh mục tu sĩ nam nữ như là chúng con này chỉ là nói lại lời đã nghe từ Đức Giêsu. Đức Giêsu đến trần gian nói lời Thiên Chúa như là một người gieo giống và gieo lời. Thế thì anh em linh mục chúng con là nghe cái lời đó rồi chúng con truyền lại cho ông bà và anh chị em. À, người gieo giống đây là người gieo lời và chắc chắn đây là Chúa Giêsu. À, rồi tiếp theo là các tông đồ cũng như là tất cả những người lắng nghe lời Chúa và tiếp tục gieo lời Chúa cho anh chị em mình. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Tức là hạt giống rơi trên vệ đường, tức là khi mà vừa mới nghe xong thì là quên liệt. Satan đến đã lấy nên vì thế mà nếu mà tâm hồn chúng ta mà không có xưng tội rất lễ, tâm hồn chúng ta có ma quỷ đấy, thì không tài nào chúng ta hiểu được lời Chúa. Bởi vì lời Chúa vừa mới nghe xong là quên ngay. Thật sự thì một trong những cái cụ thể nhất là khi mà chúng ta nghe tin mừng đó mà chúng ta bị chi trí, đó, quỷ nó làm cho chúng ta chi trí. Thế nghe xong chúng ta chả nhớ gì cả. Thế là những người rơi trên, người hạt giống rơi trên vệ đường, tức là những người vệ đường đi. Đó, những người vệ đường là những người nghe nhưng mà quên ngay. Nên là mình phải tập trung nghe. Khi mà tham dự thánh lễ là phải tập trung. Hay là khi ông bà anh chị em nghe con chia sẻ thì phải tập trung. Để rồi giữ lại lời chúng thôi là quên ngay. nha à, Cái người ở vệ đường là cái người nghe lời Chúa nhưng mà quỷ nó lấy lời đi liền. Nên là đó là lời Chúa xong là quên liền. À, còn những kẻ được gieo nơi sỏi đá là những người nghe lời thì vui vẻ đón nhận. À, nhưng khi gặp gian nan thử thách thì vấp ngã bởi vì lời không có đâm sâu nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa mà chúng ta nghe rồi biết biết vậy thôi thì khi gặp gian nan thử thách là chúng ta sẽ mất đức tin thôi thế nhưng mà nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa mà chúng ta quyết tâm thi hành suy đi gẫm lại lời Chúa và quyết tâm thi hành thì khi gặp gian nan thử thách thì đức tin của chúng ta lại càng vững mạnh thật sự thì trong những lúc khó khăn sợ nhất là mất đức tin chứ còn nhiều khi mà chúng ta trong những lúc khó khăn này nhiều khi chúng ta nói giờ chỉ cần tiền hay là trong lúc khó khăn giờ chỉ cần sức khỏe thôi hay là trong lúc khó khăn bây giờ chỉ cần êm ấm thôi nhưng mà con nghĩ là trong lúc khó khăn cần nhất là đức tin đau bệnh cũng cần đức tin thiếu thốn nghèo khó cũng cần đức tin bị hiểu lầm rồi cũng cần đức tin chính đức tin sẽ giúp cho chúng ta bình an bởi vì chúng ta bám vào chúa và chúng ta cũng không xa ngã nếu không có đức tin mà khi đau bệnh là chúng ta xa ngã tội lỗi ngay hay là khi làm ăn thua lỗ mà không có đức tin là chúng ta sẽ xa ngã ngay thế thì cái người mà uh, sỏi đá đó đó là những cái người mà lắng nghe lời chúa một cách hời hợt nên là khi gặp khó khăn là mất đức tin uh, không đâm rễ và nông nổi khi gặp gian nan hay bị ngược đãi thì là họ vấp ngã. Những kẻ khác là những người được gieo nơi bụi gai, đó là những người nghe lời. Nhưng những lo lắng sự đời, những vinh hoa phú quý, đam mê, xâm chiếm lòng họ. Tức là gai ở đây, tức là lo lắng, lo lắng sự đời, đam mê, vinh hoa phú quý, cũng như là những cái những cái những cái những cái đam mê dục vọng khác nhé Lo, lo lắng này, lo lắng sự đời này, vinh hoa phú quý này, đấy, rồi những cái dục vọng những cái đam mê xâm chiếm lòng họ. thế thì chúng ta cũng phải lưu ý nhé à, chúng ta lo lắng sự đời quá thì cũng có nguy cơ làm cho tâm hồn chúng ta không có lời chúa hay là chúng ta chạy theo vinh hoa phú quý tìm tài danh lợi hay là chúng ta chạy theo những cái đam mê thế gian thì lời cũng rất là khó, lời Chúa cũng rất là khó hiện diện trong lòng của chúng ta. Còn những người được gieo nơi đất tốt đó là những kẻ nghe lời và đón nhận. Nghe và đón nhận. Tức như là mẹ Maria đó. nghe và ghi nhớ, đón nhận cũng là ghi nhớ. Nghe và đón nhận, nghe và ghi nhớ, rồi suy đi gẫm lại, rồi thực thi cái lời đó. À, người làm mảnh đất tốt À, mảnh đất tốt đó là nghe lời Chúa rồi đón nhận. Đấy. Khi mà chúng ta lắng nghe lời Chúa rồi suy đi gẫm lại đón nhận lời Chúa rồi thực thi lời Chúa, thì lời Chúa ấy sẽ sinh hoa kết quả cho cuộc đời của chúng ta. À, con cũng chia sẻ một cách cụ thể của đời của con. À, khi con vào nhà dòng thì cái câu kinh thánh mà con muốn giữ lại trong tim, trong lòng mình, suy đi gẫm lại trong lòng mình đó là tình thương Chúa đời đời còn ca tụng. Thế thì với câu này á, thì là con đi lễ đọc kinh cầu nguyện là thường là con ca hát đọc kinh nó nó sốt sắng lắm. Bởi vì mình đã chọn cái châm ngôn này và mình muốn câu kinh thánh này phải ở trong lòng trong tim mình. nên là mình thực thi. Muốn câu lời Chúa ở trong lòng trong tim mình thì mình phải thực thi cái câu đó. Nên là thường cho đến bây giờ cũng vậy đi đọc kinh là con đọc kinh À, đi lễ là con đọc kinh con thưa con đáp con hát lúc nào cũng phải tình thương Chúa đời đời con ca tụng khi khỏe cũng như khi yếu à, khi vui cũng như khi buồn thì lúc nào con cũng 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 đọc kinh ca tụng Chúa. Không biết có phải như vậy không mà Chúa cũng cho con có cái giọng nó cũng khá là ok. <laughs> Trưa sáng đèn sáng chứ. Tức là trong nhà con thì bệnh thì bệnh cả nhà. Cảm thì cảm cả nhà, thế thì cái ông cha ngồi kế bên con ông ấy cảm trước ông ấy ho ông đọc kinh ông ho thế này ngày hôm sau con cũng dính luôn con cũng bị cảm luôn thế nhưng mà ông này ông bị cũng cả tuần nay rồi mà ông vẫn chưa đọc kinh được nhá còn con nó cảm nó cảm chứ có vẫn đọc kinh bình thường thế chồng ông cha nó ông cha nó ông bảo là trời anh hùng hay ghê chứ nghe đọc kinh đâu có ai biết anh đang bị cảm đâu mà ơ ờ, đấy quý ông bảo và anh chị em nghe con đang giảng đấy thật sự là con đang uống thuốc cảm này đấy, nhưng mà cái giọng con nó cũng tương đối ha thế thì là khi mà con mới vào nhà dòng thì con chọn cái câu kinh thánh đó tình thương Chúa đời đời con ca tụng và con giữ cái câu đó trong lòng và thực thi giữ lời Chúa tức là thực thi lời Chúa thế thì con quyết tâm là phải ca hát ca tụng Chúa đọc kinh cầu nguyện thờ phượng Chúa à, rồi sau này thì cũng có nhiều câu lắm ví dụ như là ai trung tín trong việc nhỏ thì trung tín trong việc lớn à, vân vân thế thì những cái câu lời chúa nó chúa ba con cũng cứ xin chúa là đánh động tâm hồn con bằng những cái câu lời chúa và với những câu ấy mình giữ trong lòng mình thực thi trong lòng đấy thì cái câu lời chúa ấy thật sự nó đúng là sinh hoạt kết trái trong cuộc đời của mình để rồi mọi người nhìn vào mình ví dụ cái câu tình thương chúa để rồi con ca tụng thì có thể nói là cả nhà dòng nhìn vào con cũng luôn luôn là một ông thầy một ông một ông cha lúc nào cũng vui tươi à, ca tụng chúa vào nhà thờ đọc kinh ca hát chúa cũng ban cho con cũng có một chút cái âm nhạc để con sáng tác nhạc cho nhà dòng vân 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 À, thế thì kinh thưa quý ông bà và anh chị em tóm lại lời Chúa ngày hôm nay ha Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống và Đức Giêsu chính là người ban lời nói lời Chúa cho tất cả chúng ta. lời Chúa chính là hạt giống thế thì là cũng có những người là vệ đường tức là nghe nghe xong rồi quên liền nghe lời Chúa nhưng mà không có nhớ không có ghi nhớ À, rồi cũng có những người sỏi đá là cũng có nhớ nhưng mà là không có không không có sâu, không có suy đi gẫm lại, không có thực thi, thì cũng có những người nghe lời Chúa nhưng mà lo lắng quá, rồi đam mê quá, rồi chạy theo vinh hoa phú quý quá, và chỉ có những người là người là người như là một mảnh đất tốt, tức là lắng nghe lời Chúa, rồi suy đi gẫm lại và thực thi, áp dụng áp dụng thực thi thực thi. Thế thì qua lời Chúa ngày hôm nay chúng ta hãy cố gắng nha, nghe lời Chúa rồi giữ lại lời Chúa trong tim của chúng ta và thực thi ngay chắc chắn lời Chúa sẽ thay đổi giống như là con vừa chia sẻ với quý ông bà và anh chị em đó con ghi nhớ cái câu tình thương Chúa đời đời con ca tụng nên là con cứ đọc kinh con cầu nguyện con ca con hát và cái điều đó nó tạo ra một cái con người một ông một ông linh mục thích ca tụng Chúa thích ca hát thế thì lời Chúa sinh hoa kết trái làm thay đổi cuộc đời của chúng ta con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn